top những loại thịt ngon nhất. Top 1, thịt người yêu. Tính tặng em một món quà nhỏ, nhưng mà sợ em cầm vào nó lại to ra. Tiếc gì vài con bướm non, chim nào cũng đậu có ngày si la. Yêu hai ba người cùng lúc cũng được, miễn sao là mình thật lòng. Chúc người yêu cũ năm mới sóng gió triền miên không yên ngày nào. Đôi tay nhỏ bé này sao nắm nổi 10 em. Gọi em là thức ăn, vì thiếu em anh sẽ gầy. Lá không xinh, xin em đừng chảy chó. Tin tôi đi, chẳng có cô gái nào dám thừa nhận mình đã có người yêu đâu. Yêu nhau mái sông cũng lội, mái núi cũng trèo, thấy nghèo lại thôi. Vậy thì xin em đừng nhắc bao nhiêu mộng mơ anh. Quê anh toàn đồi với núi, em muốn lên đỉnh thì về với anh. Nhiều lúc muốn nhắn tin chúc em ngủ ngon, nhưng anh lại sợ chồng em biết. Muốn hút được thuốc thì phải có bật lửa. Em muốn có chữa thì tìm đến anh. Trên lời này có nhiều thứ thú vị thật. Có những thứ không có xương nhưng mà vẫn có thể cứng. Trên lời này, thứ đáng sợ nhất là miệng lời. Nó biến không thành có, biến trắng thành len. Bồ công anh chỉ bay khi có gió, anh chỉ cười khi anh cởi được quần em. Tình yêu nó cũng giống như lợp lá vậy, tất cả chỉ là ảo giác. Muốn chạm đến lấy lòng em, nhưng mà mới đến khóa quần đã bị ăn tát. Muốn tặng em cuộc sống màu hồng, nhưng anh lại sợ thằng chồng em ghen. Em bảo là cứ gọi cho em mỗi khi anh thấy nhớ, nhưng mà anh sợ rằng người nhấc máy lại là chồng em. Cứ ngỡ là tình trăm năm, ai ngờ ngủ dậy hết mẹ 500. Muốn chạm vào trái tim em, nhưng mà mới sờ đến cúc áo là bị ăn tắt. Trời lạnh rồi em đi lau nhớ mặc ấm, anh không ôm em được vì sợ chồng em lợp. Chẳng lo không có người yêu, chỉ lo không có tiền tiêu mỗi ngày. Tuổi trẻ mà, không ăn chơi, không xa lạ, không mù quáng thì không khác gì con gà công nghiệp.